Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn khái niệm MVC, có nghĩa là Model, View và Controller. Controller, lần trước chúng ta đã học ở phần này và chúng ta đã tạo ra một cái controller là About Controllers. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần M, tức là Model. Và để minh họa cho điều này thì chúng ta hãy cùng nhìn vào bên tay trái ở đây và mình sẽ tạo ra một cái thư mục, đó là model. Model tiếng Anh thì có nghĩa là mẫu, và chúng ta có thể hiểu được là đây là chúng ta tạo ra một cái khuôn để cho cái Mongoose nó có thể dựa vào đó và nó có thể kiểm tra được những cái dữ liệu đầu vào. Và chúng ta sẽ bắt đầu ở đây, mình sẽ tạo ra một cái thư mục mới, new folder, và mình sẽ gọi nó là models, có s gì, tại vì chúng ta sẽ chứa nhiều cái khuôn khác nhau ở trong một cái dự án. Và models ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái mẫu trước hết, đó là about.js. Và việc đầu tiên chúng ta phải nhập cái mongoose đó vào, const mongoose bằng require mongoose. Và tiếp theo chúng ta sẽ phải khai báo const about schema bằng new.mongoose.schema. Và trong này chúng ta mở ngoặc tròn và mở ngoặc nhọn. Và ở đây chúng ta có thấy có một cái khái niệm là schema. Schema tiếng Anh có nghĩa là bản vẽ. Và chúng ta cũng có thể hiểu được đây là một cái khuôn mẫu. Và cái khuôn này nó sẽ gồm những cái thành phần nào thì chúng ta sẽ khai báo ở phía bên trong của cái ngoặc nhọn này. Và ví dụ như là about thì chúng ta có thể khai báo thứ nhất đó là name, tức là cái tên của cái công ty của chúng ta. Và cái thứ hai thì chúng ta cũng có thể nói về cái location, là cái địa điểm. Và khi người dùng người ta khai báo name thì chúng ta phải có những cái tiêu chí đối với cả cái tên của cái công ty. Ví dụ như là type, tức là kiểu dữ liệu, ở đây nó phải là string, tức là chuỗi. Mà tên thì chúng ta không thể đặt là 1, 2, 4, 5, 5, 6 được, mà chúng ta phải đặt là Vietnam Game hoặc là Vietnam Milk. Đấy. Tiếp theo, chúng ta có required, bắt buộc là phải có. Và bên tay phải là cái thông điệp sẽ hiện ra nếu như mà có lỗi mà người dùng họ không điền vào thì chúng ta sẽ viết là name is required, là cần phải có tên. Tiếp theo chúng ta có min length thì mình đặt là 3, tức là cái chiều dài ngắn, chiều dài tối thiểu là nó phải được là 3 ký tự. Chúng ta ít khi mà chúng ta thấy có một công ty nào mà chỉ có 2 ký tự là A hoặc là B hoặc là AB, chúng ta thấy rất là ít và hầu như không có. Max length mình sẽ đặt là 100 chẳng hạn, thì cái chiều dài tối đa có thể là 100. Ở đây là ví dụ thôi, còn các bạn có thể là tùy theo các bạn có thể là đặt là bao nhiêu, tùy ý. Tiếp theo, location thì địa điểm thì mình có thể đặt là ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở Huế chẳng hạn. Thì kiểu của nó cũng là type, nó cũng là string, nó là chuỗi. Tiếp theo là required, chúng ta làm tương tự như phía trên. Và chúng ta viết là location is required, là địa điểm cũng phải có. Tiếp theo, min length và max length thì mình cũng sẽ viết vào đây.
Và kiểu dữ liệu đây các bạn cũng có thể viết thành các dạng khác, ví dụ như là number cũng được. Và sau khi mà chúng ta đã khai báo xong một cái schema, một cái bản vẽ, thì chúng ta phải xuất khẩu nó ra, chúng ta phải export, và chúng ta sẽ làm như sau: module.export bằng mongoose.model. Và ở đây chúng ta thấy có model là mẫu này, mẫu, và chúng ta đặt là about, chúng ta đặt viết hoa, và đây là một cái chuẩn của nó. Và sau đó about, cái mẫu about này sẽ dùng cái bản vẽ là about schema, và chúng ta sẽ viết là about schema ở phía trên này. Như vậy là chúng ta đã khai báo xong một cái mẫu rất là đơn giản dùng với cả Mongoose. Ở đây mình có một cái lỗi đánh máy, đó là chữ min length, và mình thiếu chữ m, và các bạn thêm vào đây là chữ min length. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần viết cái schema đầu tiên, và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.